khoa thì ở Úc họ nói là có 55.000 bệnh nhân mắc COVID trong ngày hôm qua và 90 bệnh nhân tử vong. Ở Việt Nam thì COVID nó cũng đã bắt đầu lên trở lại rồi, khoảng hơn 1.000 ca một ngày rồi. Và bệnh nhân nặng hơn, bệnh nhân nhập viện đã tăng rồi. Cho nên rõ ràng là chúng ta chưa thoát qua cái COVID. Thì tôi xin trình bày 3 phần. Về cái hệ miễn dịch thì tất cả chúng ta đều biết chúng ta có hai hệ miễn dịch. Một bên là hệ miễn dịch bẩm sinh, tức là sinh ra là chúng ta đã có rồi. Thì cái này không phụ thuộc vào kháng nguyên. Nó có thể tấn công được tất cả những cái xâm nhập có hại cho cơ thể. Và một cái hay của nó là nó đáp ứng tức thì, không cần đợi thời gian. Nhưng mà nó không nhớ, xong là xong. Bên cạnh đó thì chúng ta có một cái miễn dịch thụ đắc. Thì cái này là nó sự xuất hiện của kháng nguyên và sau đó có một cái thời gian để mà chúng ta thành lập kháng thể hoặc là chúng ta lập những cái tế bào T đặc hiệu đối với những kháng nguyên đó, chúng ta phải đợi một thời gian và nó rất là đặc hiệu và có cái trí nhớ miễn dịch. Thì khi mà một bệnh nhân của chúng ta bị COVID thì các bạn nhìn vào cái khung giữa hình chữ E thì chúng ta thấy khi mà các cái con SARS-CoV-2 nó tấn công vào niêm mạc đường hô hấp thì các cái tế bào nuôi gai, tế bào lymphocyte của cái hệ miễn dịch bẩm sinh thì nó sẽ tiết ra nhiều chất, trong đó một chất hết sức là quan trọng là HLA-TO. Thì ngày mai tôi sẽ có một bài trình bày chi tiết về hệ miễn dịch và sau đó tất cả các em chặt lên kim. Khi mà tế bào hệ thống miễn dịch bẩm sinh được kích hoạt thì đồng thời nó cũng kích hoạt hệ thống miễn dịch thụ đắc. Thì như thế chúng ta sẽ có T-cell, chúng ta sẽ có natural killer cell và chúng ta sẽ có B lymphocyte, chúng ta có các bổn thể, chúng ta có plasma cell để mà tiết ra các kháng thể. Và nếu cái phản ứng này nó vừa phải, nó phù hợp, nó vừa đủ thì bệnh nhân mình lành được. Nhưng mà chúng ta rất là sợ nó phản ứng quá mức và chúng ta đã thấy rất là nhiều bệnh nhân tử vong do bão cytokine. Thì trong cái đại dịch 19 thì chúng ta thấy rằng là cái sự sinh sôi của con virus nó xảy ra sớm, xảy ra ngay trong cái thời kỳ ủ bệnh và trong cái thời kỳ phát hiện bệnh. Nhưng mà cái phản ứng miễn dịch bị chính cái con SARS-CoV-2 này nó ức chế, nó rất kinh khủng. Cho nên cái phản ứng miễn dịch xảy ra chậm và đồng thời cũng không có được điều hòa tốt, bị mất điều hòa. Do đó chúng ta bị một cái hội chứng gọi là kích hoạt của con macrophage và đưa tới cái bất hoạt của tế bào T và đưa đến những cái hậu quả về lâm sàng, về thiếu oxy, rồi thở máy, vân vân. Bây giờ chúng ta quan tâm đến cái sự lão hóa miễn dịch ở người lớn tuổi thì cũng giống như tất cả các hệ thống khác trong cơ thể của mình, tất cả các hệ thống đều bị suy giảm theo tuổi già. Tuyến ức là một cái tuyến hết sức là quan trọng, nó đã bị teo lại sau tuổi trưởng thành cho nên nó đã làm giảm sản sinh tế bào T. Tủy xương thì càng về già thì nó thay thế những cái tế bào tạo máu bằng những cái tế bào mỡ, cho nên tế bào B trưởng thành được tủy xương tạo ra cũng giảm xuống. Và các cái nang bạch huyết cũng là một cái nơi sản sinh các cái tế bào bạch huyết hết sức là quan trọng thì cũng bị giảm số lượng và giảm kích cỡ. Vì như vậy thì chúng ta sẽ bị tăng sự thâm nhập các tế bào gây viêm. Nhưng mà cái điều rất là nguy hiểm, chúng ta thấy là chúng ta giảm tế bào nguồn, tế bào B, tế bào T và tế bào nhớ thì tích tụ rất là nhiều ở trong cái tuổi già, cho nên nó gây ra rối loạn cho các tế bào nhớ. Tế bào T nó giảm số lượng, giảm khả năng, cho nên giảm cái kháng thể thực bào cũng giảm khả năng thực bào. Nhưng mà một cái điều rất là nguy hiểm và có lẽ chúng ta ít được biết đến là trong tuổi già thì nó lại tăng các cytokine gây viêm. Như thế thì bất cứ một người già nào thì chúng ta đã có một cái nền viêm ở trên cái cơ thể của người đó. Trong các cái hệ miễn dịch thì cái tế bào T là vô cùng quan trọng. Thì chúng ta thấy là nó giảm từ 51% ở người trẻ cho đến 60 tuổi thì nó chỉ còn có 5%.
5% cái tế bào T1. Rồi các cái tế bào khác thì nó lại tích tụ, đặc biệt là các cái tế bào nhớ T, thì cái điều này không phải là một điều tốt cho cơ thể. Và cái đáp ứng miễn dịch qua tế bào B tạo kháng thể, tế bào T độc bào cũng bị giảm ở người già. Và bởi vì cái cytokine tạo viêm nó lại tăng lên rất nhiều, cho nên nó có một cái từ ngữ đặc biệt để mà nó giải thích cái tình trạng viêm của người lớn tuổi, đó là inflammation. Inflammation là viêm, aging là tuổi già, kết lại với nhau là inflammation. Nhiều cái tế bào miễn dịch già thì nó hết nhiệm vụ rồi, nhưng mà nó không tiêu hủy mà nó lại tăng tiết cytokine gây viêm. Và các cái protein của các giai đoạn viêm cấp cũng như là các chất gây oxy hóa thì làm giảm cái khả năng chống SARS-CoV-2. Chúng ta thấy rõ ràng người già là một cái yếu tố nguy cơ để mà nhiễm SARS-CoV-2. Và cái tỷ lệ TH17 trên tế bào T điều hòa regular thì gia tăng sẽ làm thay đổi cái số lượng của tế bào viêm. Thì macrophage và granulocyte già thì nó lại chuyển sang cái kiểu hình viêm. Cho nên chúng ta thấy lặp đi lặp lại cái tình trạng tăng viêm ở những người già. Cho nên nó làm tổn hại quá trình dọn dẹp, tăng tình trạng viêm ở phổi và làm giảm khả năng chống trả các tác nhân gây bệnh và làm dễ tổn thương phổi cấp. Và các tế bào đuôi gai là một tế bào hết sức là quan trọng cho trình diện cái kháng nguyên cho cái hệ thống T lymphocyte, thì nó lại giảm hoạt động, nhưng mà bản thân nó cũng tiết ra những cytokine gây viêm hết sức là nguy hiểm, TNF alpha, IL-6, đó là những cái cytokine mà người ta gần như là cái đích điều trị ở trong COVID-19. Những cái cytokine này nó huy động CD4, CD8 lymphocyte vào phổi. Và cái hoạt hóa CD8 T cell là một cái độc bào rất là quan trọng lại bị suy giảm, thì như vậy là hủy diệt các cái virus lại không thành công. Mà nếu mà hệ miễn dịch thấy rằng là chúng ta tăng viêm mà diệt virus thì lại không thành công, thì như vậy macrophage sẽ bị kích thích, và macrophage bản thân nó được tiết ra rất nhiều cytokine và nó sẽ dẫn đến bão cytokine. Ngoài ra đó, cái điện thế màng và cái luồng calcium trong tế bào được quyết định bởi sự thăng bằng của potassium, sodium và chloride, thì các cái tín hiệu ion này cũng bị rối loạn ở tuổi già. Cho nên nó có quá nhiều cơ chế để nó làm suy giảm cái miễn dịch ở người già. Ngoài ra, người ta có thể bị nhiễm các cái loại virus mãn tính, cytomegalovirus, các nguồn khác, làm ức chế hệ miễn dịch bẩm sinh. Rồi nó lại còn cái kiểu hình tăng tiết do tuổi già, gọi là SASP, tăng tiết do tuổi già. Như thế thì nhiễm SARS-CoV trên một cái nền viêm, trên một cái nền tăng tiết, trên một cái nền tức chế miễn dịch, thì rõ ràng là nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng COVID rất nặng và bão cytokine. Đồng thời cái viêm mãn tính nó lại cần giúp cho sự thể hiện của ACE2, chúng ta biết đây là một cái cửa ngõ để cho SARS-CoV-2 đi vào tế bào. Mà chúng ta cũng thấy là bởi vì cái hệ miễn dịch nó kém như vậy, cho nên cái vaccine nó cũng ít hiệu quả, cho nên người già dễ bị cảm cúm. Và cái interferon là một cái phản ứng đầu tiên khi mà virus xâm nhập tế bào thì cũng bị giảm theo tuổi. Và cái SARS-CoV-2, nếu mà chúng ta đi sâu hơn thì chúng ta thấy nó rất là kinh khủng. Nó có tới 6 cơ chế ức chế hoạt động của interferon. Và hệ miễn dịch đã giảm khả năng phản ứng thủ hiệu với các kháng nguyên mới là bởi vì sự tích tụ của các T cell nhớ làm giảm cái tạo tế bào T cell mới. Tế bào T ở người già mất đi cái biểu hiện CD28 là một cái thành tố hết sức là quan trọng để chuyển cái antigen vào trong cái tế bào lymphocyte. Telomere ngắn lại thì có nghĩa là đời sống của các tế bào đấy cũng sẽ thấp hơn. Và khả năng diệt bào CD4, cytotoxic T cell tạo kháng thể trung hòa của plasma cell cũng giảm sút. Và lại còn thêm một cái thông tin nữa mà khi soạn cái bài này thì thật sự lúc đó là tôi mới biết, đó là có một cái sự tác động qua lại giữa khối cơ và hệ miễn dịch. Khi mà khối cơ nó hoạt động thì nó sẽ giải phóng các myokine,
các myokin này sẽ kiểm soát và hỗ trợ chức năng miễn dịch. Và ngược lại, cái tế bào miễn dịch thì đi vào trong cơ sẽ giúp bảo đảm sự phục hồi và ổn định của mỗi cơ. Nhưng mà người già thì chúng ta thấy rồi, teo cơ, ít hoạt động. Cho nên cái việc thoái hóa cơ do tuổi tác, do bệnh tật, do thiếu vận động thì lại góp phần làm giảm sức đề kháng và tăng nguy cơ nhiễm trùng của người già. Và bên cái hệ miễn dịch thì rối loạn cái chức năng chi điều hòa do tuổi tác, do bệnh tật và do tất cả yếu tố khác nãy giờ chúng ta nói là tăng viêm và tăng dị hóa cơ. Tức là bản thân cái hệ miễn dịch người già có góp phần làm cho cái sự suy giảm cơ của họ. Và nồng độ cao của cytokine cũng gây viêm và kích hoạt quá trình bọc cơ. Thế thì chúng ta thấy là thêm một yếu tố nữa chúng ta phải để ý là cái khối lượng cơ của người già và sự vận động của họ. Chúng ta thấy nếu mà mất khoảng 10% khối lượng cơ thì suy giảm miễn dịch, tăng nhiễm trùng. Mất 30% thì sẽ khó lành vết thương, mỏng da, dễ nhiễm trùng. 50% khối cơ là khó ngồi vững rồi, tăng nguy cơ viêm phổi, vết thương khó lành. 100% khối cơ thì đương nhiên là tử vong và thường là do viêm phổi. Vì như vậy người ta thấy là những người lớn tuổi thì sẽ nguy cơ mắc viêm phổi cộng đồng khoảng 4 lần so với người bình thường. Nên những cái bệnh cấp tính, ví dụ như là chúng ta nói tới COVID thì nó sẽ làm bệnh nhân giảm vận động và đẩy nhanh quá trình mất cơ. Thì chúng ta thấy cái đường chấm là đường quá trình mất cơ thông thường, còn cái đường đỏ là cái đường mất cơ do stress, dị hóa trong các cái bệnh cấp tính, lại càng suy giảm khối cơ thêm nữa. Như thế thì chúng ta thấy là cái hệ miễn dịch của người lớn tuổi trong đại dịch thì hết sức là nguy hiểm, bị giảm tế bào bạch cầu, giảm endothelium, giảm thực bào, nhưng mà tăng tất cả những cái gì gây viêm, giảm đáp ứng luôn của hệ miễn dịch thụ động, tế bào B, tế bào T giảm số lượng và chúng ta cạn kiệt các cái tế bào mới để mà sản sinh kháng thể. Trong khi đó thì phản ứng viêm thì rất là nhiều và tăng cytokine ứng viêm. Như vậy thì chúng ta thấy là bệnh nhân lớn tuổi và COVID-19 có quá nhiều nguy cơ. Hệ miễn dịch thì suy giảm do tuổi già, immunosenescence. Hệ miễn dịch suy giảm do khối cơ, hoạt động viêm gia tăng, bản thân họ ăn uống kém, hấp thu kém. Hệ vệ sinh, vi sinh đường ruột là một cái thành phần miễn dịch hết sức là quan trọng, thường bị rối loạn và đáp ứng kém với kháng sinh, với vaccine. Vì như vậy thì chúng ta thấy không ngạc nhiên gì khi mà những cái tổng kết đều cho thấy ở cái cột thứ nhất là về nhập viện, thì chúng ta thấy là từ 50 tuổi trở lên là cái mức độ nhập viện đã tăng vọt và nam nhiều hơn nữ. Về nhập ICU cũng như vậy, ở mốc 50 tuổi thì chúng ta lại thấy là tăng vọt lên và tử vong cũng như vậy, tăng vọt lên kể từ 50 tuổi. Vì như thế ở Việt Nam chúng ta đã nói là nguy cơ là ở những người già đến 50 tuổi, 50 tuổi thôi chứ cũng không phải đợi tới 60-70. Thì như thế nếu mà một người già với tất cả những cái suy giảm của hệ miễn dịch như vậy mà lại thêm suy dinh dưỡng, béo phì, thêm các bệnh lý nền, rất nhiều bệnh lý nền, nào là huyết áp, nào là tiểu đường, nào là loãng xương, chưa kể là có thể là ung thư. Và nếu mà chúng ta cung cấp cho họ vi dưỡng chất, đa dưỡng chất thiết yếu, chúng ta vận động để cho họ vận động được, khích lệ để cho họ vận động, và chúng ta nuôi dưỡng cái hệ vi sinh ruột của họ thì chúng ta sẽ giúp đỡ cái hệ miễn dịch rất là nhiều. Như vậy thì nhìn lại làm sao để có một cái hệ miễn dịch tốt thì quý vị thấy là quá nhiều yếu tố, quá nhiều yếu tố. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ nói có một việc thôi là dinh dưỡng hàng ngày cho những người già. Thì cái hệ dinh dưỡng, hệ miễn dịch thì nó phải luôn luôn hoạt động, lúc nào nó cũng hoạt động. Tại vì lúc nào chúng ta cũng tiếp xúc với bao nhiêu là tác nhân gây bệnh ở trong môi trường. Cho nên nó sẽ đòi hỏi amino acid, cần cho immunoglobulin, chemokine, cytokine v.v. Và nó cần acid béo là bởi vì nó cần cho các chất trung gian đốt lipid, có prostaglandin, có leukotriene. Và nó cần cung cấp cho cái hệ vi sinh đường ruột để mà củng cố cho cái hệ miễn dịch. Và bởi vì nó phải tổng hợp DNA, RNA cho nên cần protein, cần hợp chất lipid và các cái cơ chất.
Và đương nhiên là vitamin và khoáng chất thì rất là cần thiết. Các loại amino acid như arginine, sắt, kẽm, magnesium, folate, vitamin E, vitamin D là đều có vai trò quan trọng ở trong miễn dịch. Chúng ta thấy có vitamin chống oxy hóa cũng là một vấn đề lớn mà ít được đề cập trong COVID-19. Vitamin C, vitamin E, manganese, đồng kẽm, sắt, selenium và tất cả các cái loại chất béo khác. Thì các bạn thấy là như thế thì cái vai trò dinh dưỡng là hết sức là quan trọng. Nhưng mà những cái cơ quan mà về an toàn thực phẩm thì họ rất là ngần ngại khi mà họ đưa ra những cái thực phẩm nào đó. Nhưng mà cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu đã cho phép công bố vai trò duy trì chức năng của hệ miễn dịch đối với vitamin E, B6, B12, CD, folate, kẽm, sắt, đồng và selenium. Như thế thì quan tâm đến hệ miễn dịch của người già, protein, chất béo và các cái vi chất này. Thì như thế cái hệ các cái dinh dưỡng thì nó sẽ hỗ trợ cái hệ miễn dịch tự nhiên cũng như miễn dịch đặc hiệu. Các loại vitamin A, B6, B9, B12, CD thì thúc đẩy sự biệt hóa biểu mô. Đây là một hàng rào đầu tiên ngăn chặn sự xâm nhập của tất cả các tác nhân gây bệnh, hỗ trợ hoạt động của tế bào miễn dịch về phía miễn dịch tự nhiên. Đối với miễn dịch đặc hiệu thì nó tăng biệt hóa tế bào lympho T và B, tăng cường tương tác giữa tế bào tua, tức là tế bào tua ngay trình diễn kháng nguyên cho lympho T. Kẽm đồng sắt selenium giúp hệ miễn dịch tự nhiên trong việc duy trì toàn vẹn của da và niêm mạc và hỗ trợ quá trình sản xuất kháng thể của hệ miễn dịch đặc hiệu. Như thế thì đây là một cái bản tổng quan rất là quan trọng về việc đề phòng, điều trị và kể cả hậu Covid. Hậu Covid cũng là hiện bây giờ cũng là một gánh nặng đối với các bác sĩ của chúng ta. Thì như thế, hệ dinh dưỡng thì đóng vai trò rất là quan trọng, cho nên chúng ta phải có dinh dưỡng đúng để mà giảm cái nguy cơ bão cytokine, giảm stress, giảm oxy hóa, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và bảo vệ trong cái COVID-19. Thế thì chúng ta có cái bản hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế vào năm 2022 thì cho thấy rằng là bên cạnh việc đảm bảo năng lượng của tiết lipid và nước thì phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng để mà nâng cao cái hệ miễn dịch. Thì chi tiết ở trong cái quyết định 250 của Bộ Y tế, và người ta đã có nghiên cứu một cái chất hỗ trợ dinh dưỡng bằng đường uống, thì người ta thấy rằng là nó giúp cho bệnh nhân có thời gian hồi phục nhanh hơn, tỷ lệ nhiễm trùng thấp hơn, có ý nghĩa thống kê so với cái việc sử dụng các chất dinh dưỡng thông thường. Và nếu sử dụng cái oral nutritional supplementation, tức là cái bổ sung dinh dưỡng bằng đường uống, thì cung cấp thêm được 15% năng lượng và tăng cái sự hấp thu các vi dưỡng chất cao hơn, có ý nghĩa thống kê. Và một cái điều rất là quan trọng là nó không tăng chi phí điều trị. Đó là cái điều mà chúng ta rất là lo ngại khi mà chúng ta phải đi mua những cái thứ mà để tăng cường về dinh dưỡng. Và thêm có một cái nghiên cứu khác nữa để đánh giá trên hệ miễn dịch thì cho thấy rằng là khi mà bổ sung 6 tháng bằng cái ONS đấy thì sẽ làm tăng tỷ lệ tế bào lympho trưởng thành được 13,4% so với mức nền. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta có hai hệ miễn dịch. Nhưng mà ở người già thì suy giảm, tăng viêm, giảm cốt cơ là một cái mối đe dọa lớn cho cái sức mạnh của hệ miễn dịch. Và cái COVID-19 làm rối loạn hệ tế bào miễn dịch dẫn tới cytokine. Và người già thì đương nhiên là chuyển biến nặng, nhập viện, ICU, tử vong. Và khối cơ của họ rất là quan trọng. Và dinh dưỡng và vitamin thì hết sức là quan trọng. Và cái dinh dưỡng bổ sung bằng đường uống thì tăng hấp thu năng lượng, tăng hấp thu vi chất dinh dưỡng, tăng tế bào lympho T. Và điều quan trọng nhất là tổng chi phí điều trị thì tương đương với các điều trị thông thường. Thì đây là một cái thông tin mà chúng tôi nghĩ là chúng ta rất là quan tâm để bảo vệ cho tất cả những bệnh nhân già. Xin cảm ơn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.